Hôm nay tôi lấy lời Chúa trong cái phần Kinh Thánh mà có lẽ anh em chị em đã được nghe trong cái tuần lễ đầu tiên được đọc thôi. Tức là trong Thi Thiên đoạn 80. Thi Thiên đoạn 80. Đây không phải là lần đầu tiên tôi chia sẻ về cái đoạn Kinh Thánh này. Nhưng mà xin Chúa cho chúng ta đón nhận được những điều gì mới hơn, khác hơn, những điều gì mà Ngài muốn chúng ta đón nhận qua cái đoạn Kinh Thánh này. Chúng ta cùng đứng lên, chúng ta hướng lòng về Chúa, chúng ta cầu nguyện nhé. Can we all stand, we pray. Lạy Chúa yêu dấu chúng con, lời của Ngài là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, chia thấu đến hồn linh cốt tủy của chúng con, xem xét mọi tư tưởng và ý định trong lòng, để dẫn dắt chúng con, để bày tỏ chúng con, để tỉa sửa chúng con, và để dẫn dắt chúng con đến một đời sống hưng thịnh, sung mãn, dư dật trong Chúa hơn mỗi ngày. Chúng con cảm ơn Chúa. Lạy Chúa yêu dấu ở cùng và soi sáng mỗi chúng con, để mỗi chúng con đón nhận điều gì mà Chúa muốn dạy dỗ chúng con qua đoạn Kinh Thánh này. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Anh em chị em chúng ta cùng dở ra trong Thi Thiên đoạn 80. Thi Thiên đoạn 80. Chúng ta để ý Thi Thiên đoạn 80, tôi sẽ không đọc hết cho anh em chị em, nhưng mà chúng ta sẽ để ý những cái câu quan trọng mà chúng ta sẽ suy gẫm nhiều. Có những câu khác chúng ta cũng sẽ suy gẫm. Câu thứ 3 thì nói rằng: Hỡi Đức Chúa Trời, xin hãy đem chúng tôi lại và làm cho mặt Chúa sáng chói, thì chúng tôi sẽ được cứu. Và câu thứ 7: Hỡi Đức Chúa Trời vạn quân, xin hãy đem chúng tôi lại và làm cho mặt Chúa sáng chói, thì chúng tôi sẽ được cứu. Câu 14: Đức Chúa Trời vạn quân ơi, xin hãy trở lại. Từ trên trời hãy ngó xuống, đoái xem và thăm viếng cây nho này. Câu 18: Rồi chúng tôi sẽ không lìa khỏi Chúa nữa, xin hãy làm cho chúng tôi được sống. Lại thì chúng tôi, xin hãy làm cho chúng tôi được sống lại, thì chúng tôi sẽ cầu khẩn danh Chúa. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân, xin hãy đem chúng tôi lại, làm cho mặt Chúa chiếu sáng, thì chúng tôi sẽ được cứu. Anh em chị em, nếu mà chúng ta đọc qua cái phần này từ chương chi tiết một đó, chúng ta để ý, đây là một lời cầu nguyện. Đây là một lời cầu nguyện. Cầu nguyện trong cái hoàn cảnh nào? Đó là điều mà cái lời cầu nguyện này đó, là cái lời cầu nguyện rất cần cho tôi và quý vị. Lâu lâu chúng ta phải để ý lại và xem những lời cầu nguyện này, và mình cũng có thể cầu nguyện theo cái lời này cho đời sống của mình, cho gia đình của mình, cho hội thánh. Và anh em chị em biết, chúng ta biết như thế này nè. Nếu mà anh em chị em nào đã đọc qua lịch sử hội thánh thì chúng ta thấy có rất nhiều cái sự phục hưng đến trong hội thánh qua mỗi giai đoạn. Nhưng mà rồi sau khi chúng ta xem xét cái sự phục hưng của mỗi một cái phong trào đó, chúng ta để ý, nhiều khi chúng ta thăm viếng lại, chúng ta thấy ngày hôm nay nó không còn nữa. Nhiều khi nó chỉ còn trong lịch sử thôi, trong chữ viết thôi, chứ không còn ngày nay. Đó, cái quan trọng đó, cái quan trọng đời sống của cá nhân chúng ta trong hành trình đi với Chúa, và đời sống của hội thánh của Chúa nói chung, tất cả ở khắp mọi nơi. Cũng như Chúa Giêsu sống lại đó anh em chị em, nếu Chúa Giêsu sống lại chỉ có là lịch sử mà chúng ta biết không thôi, thì chúng ta sẽ không kinh nghiệm một điều gì hết.
Chúa sống lại phải là sự sống mà chúng ta kinh nghiệm ngày hôm nay thì chúng ta mới kinh nghiệm. Nếu sự sống lại của Chúa chỉ là lời mà chúng ta được đọc ngày hôm nay cũng không được đủ nữa cho anh em chị em. Chúng ta sẽ không kinh nghiệm một điều gì hết. Nếu lời Chúa, nếu sự sống lại của Chúa chỉ là những câu chuyện mà chúng ta thuộc lòng, chúng ta có thể nói, chúng ta có thể diễn tả, không kinh nghiệm được điều gì hết. Nhưng mà sự sống lại của Chúa phải là bây giờ, ngày hôm nay và là chính thuộc về mình. Đó là lúc mà chúng ta sẽ kinh nghiệm. Trong tất cả các phong trào đó, khi mà Chúa thăm viếng rồi, anh em chị em, nếu mà chúng ta, những người nào có thì giờ đọc lịch sử của Hội Thánh, chúng ta thấy rất là lạ lùng, rất là diệu kỳ. Mỗi một phong trào có một cái mục đích mà Chúa dùng để mà đem dân sự của Chúa trở về với Ngài, gần Ngài hơn. Anh em chị em, chúng ta nhớ rồi, đây là lời cầu nguyện của sự trở lại với Chúa. Đây là lời cầu nguyện của sự, thứ nhất, xin Chúa đem con chúng ta trở lại, và xin dân sự của Chúa cầu nguyện ngày xưa, xin Chúa đem họ trở lại với Ngài. Và rồi chúng ta để ý cái lời cầu nguyện thứ ba đó, trong cái câu 14 nói như thế này: xin Chúa hãy trở lại. Không những là xin Chúa đem họ trở lại với Ngài, nhưng mà rồi xin Ngài trở lại với họ. Đó là cái điều mà chúng ta cần để ý. Và có những điều mà chúng ta cần để ý hơn nữa. Trong cái lịch sử đó, Hội Thánh, chúng ta thấy rồi, mỗi một phong trào phục hưng, khi phục hưng đến rồi, chúng ta thấy Chúa làm những dấu kỳ sự lạ, rồi những sự dày dỗ được phục hưng. Rồi chúng ta để ý nè, rồi khi sự thờ phượng của Chúa được, chúng ta thấy tất cả những bài hát mà chúng ta thấy sau này đó, nhất là những phong trào phục hưng sau này, chúng ta thấy có những bài hát rất là tuyệt vời được đụng chạm bởi sự thăm viếng của Chúa đến với dân sự của Chúa trong những phong trào phục hưng. Nhưng mà rồi nếu không cẩn thận đó, sau khi Chúa phục hưng, Chúa thăm viếng, rồi bắt đầu nó đi vào cái nề nếp, nó sẽ thành một cái thói quen, nó sẽ thành một cái sự giới hạn, nó sẽ thành một cái thói tục hàng ngày chúng ta làm. Hội Thánh ngày xưa cũng vậy, cá nhân của chúng ta cũng như vậy. Đó là lý do mà tại sao trong Khải Huyền Chúa nói với dân sự của Chúa, Chúa nói với Hội Thánh của Chúa: ngươi đã bỏ tình yêu ban đầu. Tình yêu ban đầu của chúng ta đối với Chúa như thế nào? Ví dụ tình yêu của hai người, người nam, người nữ, khi mà họ có với nhau lúc đầu như thế nào? Nếu không cẩn thận thì cái tình yêu của con người, tình yêu của con người với con người, nó cũng sẽ trở thành một cái thói quen, trở thành một cái gì mà nó thường rồi. Và tình yêu của chúng ta với Chúa, ngay cả dấu kỳ phép lạ, chúng ta nghĩ đó là chuyện thường. Không, anh em trẻ ơi, Chúa Ngài là đấng vô hạn, Ngài luôn luôn muốn làm những việc mới trong cuộc đời của chúng ta. Nhưng mà mình phải sẵn sàng, mình phải sẵn sàng. Còn nếu không, chúng ta sẽ đi vào thói quen, rồi chúng ta sẽ bị những quyền lực ở thế gian, nó sẽ quăng ném vào những điều gì nó cần quăng ném để ngăn trở những điều gì Chúa đã phục hồi cho chúng ta hoặc Ngài ban cho chúng ta. Đó là lý do tại sao Hội Thánh của Chúa trong cái sự phục hưng đó, trong cái giai đoạn đầu của bất cứ phong trào phục hưng nào, rất là mạnh mẽ, rồi dần dần nó bắt đầu suy thoái, là vì đi theo cái thói quen của sự phục hưng. Ngay cả cái thói quen của các hội thánh ân tứ cũng như vậy, các hội thánh ngũ tuần cũng như vậy. Nếu không có sự phục hưng thì cái thói quen nó sẽ chiếm ngự, cái thói quen nó sẽ cai trị, và rồi những cái gì tục lệ ở thế gian, thói quen ở thế gian, nó sẽ được đem vào, cộng vào với cái sự phục hưng mà Chúa đem đến cho Hội Thánh. Và dần dần nó không khác cái dân sự của Chúa đi đến sự lìa bỏ Chúa. Vì sao? Họ chỉ còn có cái thói quen thờ phượng, thói quen hát, thói quen học kinh thánh, thói quen
giảng lời Chúa. Anh em chị em, đây là điều mà tôi cũng như quý vị luôn luôn phải cầu nguyện. Còn nếu không, chúng ta là con người, vì tổ tiên của chúng ta đã đi qua con đường đó, thì chúng ta cũng không sớm muộn cũng đi con đường đó. Vì ma quỷ là kẻ thù nghịch của chúng ta, nó vẫn còn tự do làm việc. Công việc của nó là ngăn trở. Cho nên nó sẽ làm mọi cách để ngăn trở chúng ta trong sự gần gũi Chúa, ngăn trở chúng ta kinh nghiệm Chúa một cách diệu kỳ lạ lùng như Ngài muốn chúng ta. Cho nên sự đổi mới luôn luôn phải có. Đó là lý do chúng ta thấy tại sao người Do Thái họ có một cái thói tục mà chúng ta có thể áp dụng vào cái đời sống phục hưng mỗi ngày. Khi chúng ta đi đường vào nhà một người nào đó, cái việc đầu tiên mà cái người chủ nhà làm là phải có sắm sẵn cái vật liệu cho người đi xa đến rửa cái chân của họ. Vì sao? Vì bụi bặm ở ngoài đường nó bám vào. Chúng ta hành trình, chúng ta sống ở giữa thế gian này nè, anh em chị em ơi, bụi bặm của thói quen con người, bụi bặm của kinh nghiệm, bụi bặm của những gì tri thức mà con người mà chúng ta thu lượm được ở trong thế gian này, rồi ngoài ra còn bụi bặm kẻ thù nghịch nó quăng ném vào đời sống của chúng ta nữa, mình vô tình mình đón nhận, nó sẽ bắt đầu đem chúng ta đến cái điều gọi là thói quen và sự xiềng xích. Rồi một ngày nào đó chúng ta thấy cái điều đó là điều thường tình thôi, mình không còn nhận biết rằng đó là sự ngăn trở để chúng ta bước đi với Chúa một cái gần gũi, kinh nghiệm Chúa. Chúa của chúng ta vô hạn. Chúa muốn chúng ta cũng kinh nghiệm với sự vô hạn đó, không phải chỉ ngày hôm qua, nhưng mà ngày hôm nay, ngay bây giờ. Nếu mà chúng ta chỉ có cơ hội nói về lời chứng những điều gì đã qua, thì anh em chị em ơi, đó là một điều rất là thiếu sót. Chúng ta phải luôn luôn có những câu chuyện lạ lùng của Chúa ngay bây giờ, ngay như câu hiện tại. Đó là điều quan trọng. Những gì đã qua tốt lành mà Chúa chỉ nhắc cho chúng ta biết rằng Ngài là đấng có thể, Ngài là đấng yêu thương, Ngài là đấng nhân từ, Ngài là đấng quyền năng, Ngài làm những điều lạ lùng trong cuộc đời của chúng ta. Cái điều quan trọng là mình phải sẵn sàng để ngày hôm nay khi chúng ta đối diện với bất cứ một điều gì, chúng ta kinh nghiệm. Đó là điều rất là quan trọng. Chúng ta trở lại với cái lời cầu nguyện này. Anh em chị em để ý có những điều rất là quan trọng ở đây. Chúng ta để ý nè, cái câu thứ nhất. Câu thứ nhất mà tôi đọc cho quý vị đó, nói là hỡi Đức Chúa Trời. Câu thứ bảy thì nói rằng hỡi Đức Chúa Trời vạn quân. Và câu thứ 14 cũng giống như vậy. Đến câu 19 thì nói rằng hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân. Cái lời cầu nguyện này được bắt đầu bằng sự nhận biết vị trí của Đức Chúa Trời trong đời sống của chúng ta như thế nào. Hỡi Đức Chúa Trời nói đến, Ngài là đấng tạo dựng nên tôi, Ngài là đấng tạo dựng nên chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta có sự sống là vì Ngài là đấng đã tạo dựng nên sự sống và ban cho sống cho chúng ta. Không những Adam, Eva đã làm mất, nhưng mà Chúa đến, Chúa ban trở lại cho chúng ta. Hỡi Đức Chúa Trời nói đến đấng sáng tạo. Cái câu đầu tiên trong Kinh Thánh nói đến Đức Chúa Trời là đấng dựng nên trời và đất. Trong nguyên văn của tiếng Hebrew, cái chữ Đức Chúa Trời đó là cùng chữ dùng ở cái câu đầu tiên trong sách Sáng Thế Ký. Elohim, tức là đấng sáng tạo. Nhận biết Ngài là đấng cội nguồn của tất cả, cội nguồn của sự sống, cội nguồn của sự cứu chuộc, cội nguồn của tất cả mọi điều gì mà chúng ta cần thiết trong cuộc đời này. Sự chữa lành, sự giải cứu, sự đắc thắng, sự phước hạnh. Ngài là cội nguồn của tất cả và Ngài là đấng tạo ra tất cả. Hỡi Đức Chúa Trời. Và chúng ta để ý cái câu thứ nhì mà chúng ta để ý, đó là câu thứ bảy. Hỡi Đức Chúa Trời vạn quân. Thế thì Ngài là gì ở trong cái chỗ này? Khi dân sự của Chúa nói với Chúa Ngài là Đức Chúa Trời vạn quân, Ngài là đấng sáng tạo, nhưng mà rồi Ngài là đấng gì nữa? Khi mà họ nói hỡi Đức Chúa Trời vạn quân, cái lời cầu nguyện lặp lại y như cũ, nhưng mà khác hơn một chút xíu là Chúa là ai ở trong cái vị trí này? Ngài là đấng cứu chuộc.
Đấng vạn quân, tức là đấng lãnh đạo. Đấng lãnh đạo để đem sự giải phóng đến dân sự của Chúa. Đó là hình ảnh mà chúng ta thấy cái phần tiếp theo của những cái câu Kinh Thánh câu số 8 đó, nói rằng Chúa đã đem chúng tôi ra từ Ai Cập như một cây nho và Ngài trồng xuống cái nơi mà Ngài. Anh em chị em, Chúa đem tôi và quý vị ra khỏi sự rủa xả, ra khỏi sự chết, ra khỏi sự sợ hãi, tất cả những điều gì mà kẻ thù nghịch đã đem đến cho chúng ta. Chúa Ngài là đấng vạn quân, Ngài là đấng chiến trận và Ngài là đấng cứu rỗi, đem chúng ta ra khỏi sự khốn khổ đó, đem chúng ta đến sự cứu rỗi. Cho nên mình phải nhận biết Ngài là ai khi chúng ta cầu nguyện. Chúa là đấng có thể. Tôi ở trong hoàn cảnh mà bây giờ bế tắc rồi, không ai có thể cứu tôi được. Luật sư không giúp được, bác sĩ không giúp được, những người có công ăn việc làm cũng không giúp được, chồng không giúp được, vợ không giúp được, không ai giúp được hết. Nhưng Ngài vẫn là Đức Chúa Trời vạn quân của chúng ta, Ngài vẫn là đấng cứu rỗi của chúng ta. Amen. Cho nên anh em chị em ơi, hãy nhận biết điều đó khi chúng ta nhận biết giống như những người bạn của Daniel đó. Chúng ấy, tôi, Đức Chúa Trời, tôi có thể cứu tôi, nhưng nếu Ngài quyết định không làm điều đó, tôi vẫn không đầu phục thế giới này. Đó là lời công bố của sự đắc thắng. Nếu chúng ta công bố và lời Chúa, tôi tin, tôi nói đạo của Chúa, đạo mà chúng ta tin là đạo của đức tin ở trong lòng và công bố nơi môi miệng của chúng ta. Và chúng ta không cảm thấy, dù hoàn cảnh nó ngược lại với tất cả những điều gì mà chúng ta đang cảm thấy, nhưng mà hãy nhớ công bố trong cái đức tin, chứ không phải công bố theo cách chúng ta học thuộc lòng. Học thuộc lòng chưa đủ. Cái điều chúng ta học thuộc lòng đó, chúng ta có tin hay không? Đó là điều quan trọng. Mà khi chúng ta tin, chúng ta nói, bàn tay của Chúa Trời sẽ hành động. Tôi với quý vị dễ dàng lắm. Chúng ta sống trong cái thế giới, bụi bặm ở thế gian này nó quăng ném vào chúng ta. Cái tri thức này, tức là kinh nghiệm, sự học thức, nó quăng ném mình vào mình. Cho nên đôi lúc chúng ta học lời Chúa, chúng ta thuộc lòng lời Chúa, nhưng mà chúng ta công bố theo cái hoàn cảnh, theo cái kinh nghiệm của người này, người kia, người nọ. Anh em chị em, hành trình chúng ta đi với Chúa, mỗi người sẽ khác nhau. Cái kinh nghiệm của một người nào đó mà họ chấp nhận không phải là kinh nghiệm của mình. Chúa muốn ban cho mình một kinh nghiệm khác trong cuộc đời của mình, nhưng mà mình phải sẵn sàng. Đức Chúa Trời vạn quân, đấng cứu chuộc của chúng ta, đấng tạo ra chúng ta và là đấng cứu chuộc chúng ta. Cho nên anh em chị phải sẵn sàng. Ngài là đạo quân để chiến trận, giải phóng chúng ta ra khỏi xiềng xích của quyền lực Satan, quyền lực của bệnh tật, quyền lực sự chết, của quyền lực tất cả những điều gì nghịch lại với chúng ta. Ngài là Đức Chúa Trời vạn quân. Rồi anh em chị em để ý nữa, cái phần câu thứ 19 nói sao? Ngài là Jehovah, Đức Chúa Trời vạn quân. Điều gì? Chúng ta phải nhận biết Ngài là ai? Jehovah. Jehovah. Và trong xuất Ê-díp-tô ký nói gì? Ta là đấng ta là. Tức là ta là đấng hiện hữu. Ta là đấng sống. Ta là đấng sáng tạo ngươi, ta là đấng cứu ngươi, và là ta là đấng sống. Chúng ta không thờ phượng một đấng điếc, một đấng câm, một đấng chết. Chúng ta thờ phượng một đấng sống. Anh em chị em, khi chúng ta đến cầu nguyện, đến cầu nguyện với Chúa, nhớ Ngài là như vậy đó. Ngài là đấng tạo ra chúng ta. Chúa ơi, con là tạo vật của Ngài. Con là tạo vật của Ngài. Chúa không có tạo con như thế này, nhưng mà vì tội lỗi của Adam và Eva mà ngày hôm nay con phải đối diện với hoàn cảnh này. Nhưng mà Chúa Giêsu đã sắm sẵn cho con tất cả những điều gì mà Adam đã làm mất, Chúa phục hồi lại và hơn thế nữa.
nếu bế tắc, nếu khó khăn quá mức, đừng để ai nói với chúng mình, đừng để ai nói với cái lỗ tai của chúng ta, điều này là điều không có thể. Anh em chị em ơi, nếu Đức Chúa Trời chọn lựa mà chúc phước cho chúng ta, thì Ngài sẽ làm tất cả những điều gì vượt qua luật lệ và nguyên tắc của con người để mà chúc phước cho chúng ta, để đem những điều lạ lùng và diệu kỳ đến cho đời sống của chúng ta. Chúng ta phải tin điều đó, vì Ngài yêu thương chúng ta lắm, vì Ngài chăm sóc chúng ta. Chúng ta là con mà. Nếu Chúa là cha của mình, mà mình là con của Chúa, mà Chúa không làm được, thì anh em chị em ơi, tôi nói điều này, Chúa của chúng ta dở lắm. Nhưng mà Ngài không có như vậy đâu. Ngài không có như vậy đâu. Hãy tin vào lời Chúa. Và cái điều mà chúng ta cần phải tin Chúa đó, tôi cũng như quý vị, và đây là cái lời tôi cầu nguyện luôn luôn. Tôi nói Chúa ơi, cho con một tấm lòng thật đơn sơ, giống như lời Chúa nói như một đứa trẻ vậy đó, để con có thể tin. Con không có bắt đầu phân tích cái lời của Chúa ra theo như mấy ông thần học rồi nói cái điều này á, là Chúa nói trong cái khung cảnh này, không biết nó có áp dụng không. Anh em chị em ơi, người ta sẽ phân tích cho anh em chị em tới mức anh em chị em không còn đức tin nữa, cho nên phải cẩn thận. Xin Chúa cho mình một tấm lòng thật đơn sơ. Đứa trẻ đó, nó dễ nghe lời. Đứa trẻ nó dễ tin. Và đứa trẻ nó dễ vâng phục. Mà Chúa nói nếu chúng ta không trở nên như đứa trẻ, chúng ta sẽ không đón nhận được nước thiên đàng. Là vì những điều gì Chúa hứa chúng ta sẽ không kinh nghiệm được. Bởi vì mình dùng cái đầu mình nhiều quá, mình dùng cái cảm xúc mình nhiều quá, mình dùng kinh nghiệm ở thế gian này nhiều quá, mình dùng tất cả những điều gì mà thế gian quăng ném vào mình đón nhận được, mình dùng nó, và nó sẽ ngăn trở chúng ta. Nếu người nào có nói với anh em chị em sao mà quá mấu hay là khùng, thì nhớ hãy bắt chước Thánh Phaolô đi. Phải vui vì khi người ta nói như vậy. Vì Phaolô có nói như thế này: nếu tôi có phải bị gọi là điên, nếu tôi có cuồng, thì tôi chỉ cuồng về Chúa Giêsu mà thôi. Đừng có cuồng về bất cứ điều gì, đừng có cuồng về của cái, đừng cuồng về tiền bạc, vì tất cả những điều đó sẽ đi ra hết. Anh em chị em chúng ta cũng không mang được. Tôi nói điều này không có nghĩa là nói anh em chị em đừng có đi làm việc, không phải như vậy. Nó là phương tiện mà Chúa đặt trong tay của chúng ta để sống tạm bợ trong cuộc đời này thôi. Nhưng mà đừng có cuồng vì nó, đừng có điên vì nó, đừng có đặt nó là cái số một trong cuộc đời của chúng ta, trong cái giá trị. Nếu số một trong cuộc đời của chúng ta là Chúa, cái đến là giá trị của những con người khác ở xung quanh chúng ta, để chúng ta đối xử cho đúng, cho phải lẽ, cho đẹp ý muốn Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Chúng ta để ý Chúa của chúng ta là như vậy. Chúng ta phải luôn luôn xin Chúa. Còn nếu không á, chúng ta sẽ phóng ra những cái lời qua môi miệng mình, theo kinh nghiệm, theo sự khôn ngoan, theo cảm xúc và theo hoàn cảnh ở xung quanh. Rất là dễ dàng. Tôi với quý vị không khác nhau đâu, và chúng ta cũng không khác dân sự của Chúa đâu. Chúng ta khác một chút xíu á, là ngày hôm nay có Đức Thánh Linh đến giúp mỗi người. Hồi xưa đó họ chỉ có Đức Thánh Linh đến giúp những người đặc biệt như thầy tế lễ, rồi những người đặc biệt Chúa chọn thôi. Ngày hôm nay Chúa giúp cho mọi người. Cho nên hãy lợi dụng. Tôi nói chứ lợi dụng không, hãy đón nhận lấy và lợi dụng những gì Chúa sắm sẵn cho mình, đừng có bỏ qua. Amen. Đừng có bỏ qua. Rồi chúng ta thấy nè, khi họ đến cầu nguyện đó, đó, họ nhận biết ba cái vị trí đó rất là đặc biệt, chúng ta phải để ý khi chúng ta cầu nguyện với Chúa. Rồi đây là cái lời cầu nguyện, họ xin Chúa điều gì? Họ xin Chúa điều gì? Họ xin Chúa,
xin hãy đem chúng tôi trở lại. Nếu mà họ ở gần Chúa thì họ không có xin điều này, vì họ đã bỏ Chúa rồi. Họ bỏ Chúa rồi, mà tại sao họ xin điều này? Vì khi họ bỏ Chúa, họ kinh nghiệm cái sự khốn khổ của một dân sự lìa bỏ Đức Chúa Trời. Rồi bắt đầu họ than thở. Họ than thở, họ nói bên này: "Phải Chúa ơi, Chúa có nhớ không? Hồi đó Chúa đem con đó." Anh em chị em không tin, chúng ta đọc xuống cái phần dưới từ câu số 8 đó. "Chúa đem con từ nơi Ai Cập, rồi Chúa đem đến đây, Chúa cho con cái chỗ này." Để tôi đọc cái chỗ đó, cái câu đó không có ở đây, nhưng mà tôi đọc cho quý vị, nếu ai muốn đọc thì đọc. Chúng ta thấy nè: "Hỡi Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời vạn quân," là câu số 8, xin lỗi, "từ Ai Cập Chúa đã rời sang một cây nho, Chúa đuổi các dân ra rồi trồng cây ấy." Đó tức là bắt đầu họ than thở, họ nói với Chúa, nói: "Chúa ơi, Chúa nhớ không? Chúa nhớ không? Chúa cứu con đó." Tại vì cái lời cầu nguyện bên trên là: "Đức Chúa Trời vạn quân, Chúa cứu con đó. Chúa đem con ra khỏi cái chốn khốn khổ ở Ai Cập đó. 10 phép lạ Chúa đã làm đó." Cái phần đó là phần tôi thêm thôi, chứ không cái khúc đó không có trong đấy nha, nhưng mà có trong Kinh Thánh. Bắt đầu họ kể lể với Chúa. Họ kể lể với Chúa. Anh em chị em ơi, xin tôi và quý vị trong hành trình chúng ta đi với Chúa không phải lặp lại cái lời giống như dân Do Thái cứng đầu ở đây. Nói: "Chúa ơi, Chúa nhớ. Chúa nhớ không? Chúa cứu con đó." Đúng, Chúa nhớ chứ. Chúa không có bỏ họ đâu, nhưng mà họ bỏ Chúa. Giống như cái gì mà Chúa ban cho chúng ta rồi, Chúa không có lấy lại đâu. Chúng ta làm mất vì chúng ta không giữ, vì chúng ta không vâng lời. Bắt đầu họ kể lể từ câu 8 cho đến câu, rồi họ nói nè: "Không những Chúa đem, Chúa trồng họ cái nơi đó, và Chúa làm cho họ thịnh vượng. Cái giàn nho này nó mọc ra, nó tỏa khắp mọi nơi nữa." Chứ phải không, họ kể lể đến cái điều phước lành mà Chúa chúc phước cho họ. Chúa chúc phước cho họ. Rồi đến cái chỗ mà Chúa kêu, họ kêu Chúa trở lại đó. Tại khúc trên hai cái phần trên là họ nói xin Chúa đem họ trở lại. Đến cái khúc mà sau khi họ kể đến Chúa cứu họ, Chúa ban phước cho họ, Chúa làm cho họ thịnh vượng thế này thế kia thế nọ rồi, đến cái phần dưới họ bắt đầu họ nói: "Chúa ơi, xin trở lại với chúng con đi. Xin trở lại với chúng tôi." Đó, bắt đầu. Rồi bắt đầu họ than thở đến cái sự khốn khổ khi họ lìa bỏ Đức Chúa Trời. Nhớ, anh em chị em nè, Chúa không có bỏ họ đâu, nhưng mà họ bỏ Chúa. Cho nên không phải lời cầu nguyện nào chúng ta cũng bắt chước được. Có những lời cầu nguyện là con người nói trong sự ngu dại, nhưng mà tại sao nó trở thành lời Chúa? Để cho mình suy gẫm, để cho mình biết cái lời nào của Chúa, cái lời nào của con người. Giống như ông Gióp cũng nói đó: "Chúa ban cho, Chúa lấy lại." Chúa không có lấy lại. Trường hợp của Gióp là Chúa cho phép thằng quỷ nó cướp, chứ Chúa không có lấy lại. Chúng ta thấy Chúa có đến Chúa lấy không? Nhưng mà nó thách thức Chúa, cho nên Chúa cho phép cái điều đó để chứng tỏ cho nó biết rằng con người này là con người kính sợ Đức Chúa Trời. Nhưng mà Gióp nói trong sự ngu dại của con người, mặc dù Gióp là người kính sợ Chúa, nhưng mà Gióp không biết hết mọi việc. Chúng ta cảm ơn Chúa ngày hôm nay chúng ta có Thánh Linh của Đức Chúa Trời mặc khải cho mình cái sự nhìn nó khác hơn, chứ không phải cái chỗ nào trong Kinh Thánh chúng ta đọc ra chúng ta công bố cũng được. Không phải, có những chỗ chỉ là loài người nói mà thôi, cho mình suy gẫm. Chúa không lấy lại của Gióp, chúng ta nhớ. Nhưng mà ông không nói trong sự không biết, ông nói Chúa lấy. Giống như Naomi vậy đó, nói: "Chúa hại tôi." Chúa nào hại? Tại vì mình đi trong sự ngu dại của mình, đem mình đến cái sự khốn khổ, để rồi cái sự hứa xả nó đến, rồi mình quay ra mình trở lại, mình đổ thừa cho Chúa. Bởi vậy trong Châm Ngôn nói, chúng ta làm trong sự ngu dại của mình, rồi mình quay ra mình đổ thừa Chúa.
Anh em chị em ơi, có nhiều điều tôi cũng như quý vị trong cuộc đời này mình làm trong sự ngu dại lắm. Nhưng mà nếu mà mình không có sự kính sợ Chúa, biết lời Chúa, mình không khác chi họ cũng đổ thừa. Nói Chúa ơi, tại sao Chúa để cho cái điều này nó xảy đến cho con? Nhưng mà nếu suy xét cho kỹ, nó có lý do. Mà lý do đó không phải từ Chúa, lý do nó từ mình, từ thế gian, từ ma quỷ, chứ không phải từ Chúa. Nên xin Chúa giúp cho chúng ta trong mọi sự. Rồi bắt đầu họ kêu Chúa trở lại. Từ trên trời hãy ngó xuống đoái xem thăm viếng cây nho này. Đó, tại vì cái nho này là bị tái tơi rồi, thành ra mới than thở, mới xin Chúa đến để thăm viếng. Là tược nho mà tay hữu Chúa đã trồng, là chồi mà Chúa đã chọn cho mình. Cây nho ấy bị lửa cháy, bị chặt vì sự quở trách của mặt Chúa mà chúng tôi phải hư mất. Ở đây họ cũng nói một cái điều mà Chúa không có làm, nhưng mà vì họ đi ra khỏi sự bảo vệ của Chúa, Satan ma quỷ cướp phá, những thế lực ở xung quanh nó đến nó cướp phá. Ngày hôm nay cũng như vậy, có những cái điều nó xảy đến cho chúng ta vì trong một cái duyên cớ nào đó mình làm trong cái sự ngu dại của mình, hoặc không vâng lời Chúa, để cái sự khó khăn đến cho mình. Nếu không cẩn thận đó, mình cũng nói giống như họ là Chúa làm, Chúa cho phép. Nhưng mà thực sự giống như đứa con đó, mà nó bỏ nó chạy ra đường mà xe tông nó, thì có phải là cha mẹ nó làm nó không? Tại nó không nghe lời, tại nó làm trong cái sự ngu dại của nó. Nếu mà nó là đứa chưa hiểu biết thì nó làm trong sự ngu dại của nó. Còn nếu mà nó là đứa hiểu biết rồi mà nó không cẩn thận, tại nó. Cho nên đôi lúc chúng ta để ý, không phải cái lời nào ở trong Kinh Thánh chép chúng ta cũng bắt chước được. Tại vì ngày hôm nay rất là quan trọng. Bởi vì Chúa có nói dân sự của Chúa là, Chúa nói là ta sẽ đãi các ngươi theo cái lời ở môi miệng các ngươi nói. Cho nên anh em chị em ơi, làm ơn đừng mở miệng rủa xả ai hết. Đừng rủa xả con mình, đừng rủa xả bạn mình, đừng rủa xả bất cứ một người nào hết. Bởi vì họ là hình ảnh của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta không cẩn thận, chúng ta rủa xả Đức Chúa Trời khi chúng ta rủa xả họ. Amen. Phải cẩn thận. Chúng ta là người tin Chúa rồi, chúng ta là người được cứu chuộc rồi, chúng ta không thể nào sống như một người không có sự cứu chuộc. Không thể, không thể. Sự chọn lựa thuộc về chúng ta. Ngày hôm nay quý vị là người tin Chúa rồi, tôi cũng là người tin Chúa rồi, nhưng mà sự chọn lựa đã thuộc về chúng ta. Chúng ta có thể chọn lựa không vâng lời Chúa khi chúng ta bước đi với Chúa, chứ không phải là không. Chúa của chúng ta rất lịch sự, chứ không phải giống như tôi đâu quý vị. Tôi thấy cái điều gì tốt tôi muốn ép người khác làm. Nhưng mà Chúa chúng ta rất lịch sự. Bởi vậy Chúa nói là ai có tai mà nghe đó thì ráng nghe. Rồi Chúa nói ai khát Chúa mời đến. Chúa không có chỉ mặt mình cho nói ơ ta biết người khát, tại sao không đến. Chúa không có đến hạch hỏi chúng ta như vậy đâu. Nhưng mà tôi với quý vị có những lúc mình làm như vậy đối với người khác đó. Mình biết điều tốt nhưng mà người ta chưa sẵn sàng thì không thể nào làm như vậy được. Chẳng hạn như tôi biết Đức Bát Tôn Thánh Linh là tốt, nhưng mà có những người anh em chị em đó, trong cái giao thương mà tôi với họ đó, không bao giờ tôi đề cập đến vấn đề đó vì tôi biết họ chưa sẵn sàng. Có một hội thánh ngày hôm nay ở trong San Jose đó, được thành hình qua báp têm Thánh Linh, mà do cái thời điểm của Chúa đến với họ đúng, chứ không phải tôi tìm cách tôi ép họ hoặc là tôi tranh luận với họ. Không, chúng ta không nên làm điều đó. Mỗi người có thời điểm, phần chúng ta cầu nguyện, Chúa đặt sự khao khát họ sẽ tìm kiếm. Ta để ý ở đây cái lời cầu nguyện này, họ kể lể với Chúa rồi họ nói, chúng ta xem xét rồi cuối cùng thì chúng ta để ý nha. Trong cái lời cầu nguyện họ xin Chúa điều này, xin hãy đem chúng tôi lại.
Tại vì họ đi xa Chúa rồi, họ kinh nghiệm sự khốn khổ rồi, họ kinh nghiệm kẻ thù nghịch xung quanh đến đánh đập họ rồi. Giống như đời sống của chúng ta đó, kẻ thù nghịch đến cướp phá gia đình, cướp phá của cải, cướp phá những cái gì mà chúng ta có. Đó là điều mà chúng ta phải để ý. Cho nên mình phải quan sát tất cả mọi việc xảy đến xung quanh mình với một con mắt của Chúa muốn chúng ta quan sát, chứ không phải quan sát nó theo kinh nghiệm đời này, theo sự khôn ngoan chúng ta đón nhận được, hoặc là theo cảm xúc của chúng ta trong cái giây phút đó. Nó sẽ hư hết. Họ xin Chúa đem họ trở lại. Được kế đến, họ nói như thế này: làm cho mặt Chúa sáng chói. Tức là sự hiện diện của Chúa không còn nữa. Đem, nói Chúa ơi, họ kinh nghiệm sự hiện diện Chúa không còn nữa, cho nên họ nói: Chúa ơi, đem chúng tôi lại đi, để chúng tôi kinh nghiệm những gì mà ngày xưa khi có sự hiện diện của Chúa. Anh em chị em, hành trình cuộc đời của chúng ta đi với Chúa cũng như vậy. Có những lúc mình không còn cảm thấy sự hiện diện của Chúa nữa, thì đó là lúc mà mình cần ngồi xét lại, cầu nguyện Chúa: Chúa ơi, điều gì đã xảy đến? Điều gì đã xảy đến? Xin Chúa cho con thấy, xin Chúa nhắc cho con, xin Chúa chỉ cho con để con biết. Tại vì anh em chị em ơi, Chúa biết chúng ta hơn ký ức của chúng ta. Ngài có thể nhắc chúng ta những điều mà mình quên hết tất cả rồi, mà cái điều đó có thể là nguy hiểm, có thể là ngăn trở, mà nhiều khi mình nghĩ nó cũng thường thôi, để cho mình biết, để cho mình ăn năn, để cho mình tháo gỡ, để cho mình lìa bỏ nó, để chúng ta đi trong một hành trình với Chúa hanh thông đắc thắng. Rồi kế đến là nếu mà Chúa trở lại thì chúng tôi sẽ được cứu, sẽ được cứu, tức là được phục hồi. Phục hồi, cái chữ mà trở lại đó trong nguyên văn nó có nghĩa là phục hồi, nó có nghĩa là làm cho mới lại, và nó có nghĩa là sửa chữa những gì đã hư hỏng, Chúa sửa lại. Những gì mà đã hao mòn, mệt mỏi, Chúa làm cho mới lại. Và những gì coi như sắp chết rồi đó, thì Chúa cho nó phục hồi lại. Anh em chị em, thân thể của chúng ta có những cái cần phục hồi, tâm trí của chúng ta có những cái cần phục hồi, cảm xúc của chúng ta cũng như vậy, có những cái cần phục hồi. Rồi quan hệ giữa con người với con người cũng như vậy. Rồi hội thánh của Chúa cũng như vậy. Cho nên tôi tin một điều, tôi tin và thực sự tôi cũng đang xin Chúa, mỗi một thế hệ cần phải có sự phục hồi của Chúa. Còn nếu không, chúng ta sẽ đi qua giống như tất cả lịch sử của hội thánh của Chúa đã để lại, là chúng ta sẽ đi theo thói quen, chúng ta đi theo truyền thống, và tất cả những điều đó nó sẽ dắt chúng ta đến sự khô hạn và sự chết. Cho nên đó là điều mà chúng ta cần cầu nguyện, cần xin Chúa. Anh em chị em, Chúa ban chúng ta sự khôn ngoan thật, nhưng mà Chúa không muốn chúng ta dùng dựa theo những điều đó để phụng sự Đức Chúa Trời. Mặc dầu Chúa ban cho chúng ta sự khôn ngoan, mặc dầu Chúa cho chúng ta kinh nghiệm của cái tiền bạc, mặc dầu như vậy, nhưng mà đó không phải là điều Chúa cần nơi chúng ta. Chúng ta dễ bị cái bụi bặm thế gian nó bám vào lắm, trong công việc Chúa, trong đời sống gia đình, trong quan hệ với tất cả mọi người, tất cả. Vậy cho nên cái lời cầu nguyện này là cái lời cầu nguyện luôn luôn có trong đời sống của chúng ta. Và cái phần kết luận của cái đoạn thi thiên này cũng là cái lời cầu nguyện. Mà cái lời cầu nguyện này bao gồm hết tất cả vị trí của Chúa. Ngài là đấng sáng tạo,
Ngài là đấng cứu rỗi và Ngài là đấng sống. Jehovah có nghĩa là đấng sống, đấng hằng sống. Yahweh là đấng hằng sống. Mà anh em chị em ơi, lời tiên tri về sự chết của Chúa Giêsu ở trong cái tên đó đó. Cái tên đó đó, cái tên Jehovah đó, Yahweh, có nghĩa là nó có bốn cái chữ tự. Bốn cái chữ tự đó nói đến kìa, tức là hãy nhìn, kìa, cái đinh, và kìa cái tay. Cái chữ Jehovah phiên âm nó ra như vậy: hãy nhìn cánh tay, hãy nhìn cái đinh. Cái chữ tự đó nó có nghĩa là như vậy, nó biểu tượng cái hình ảnh như vậy. Tên Chúa Giêsu ở trong cái danh hiệu đấng hằng hữu. Cho nên những người nào ngày hôm nay không hiểu, không biết mà chỉ dựa trên cái chữ Đức Cha Đức Con rồi giải thích Đức Chúa Giêsu không phải là Đức Chúa Trời, mấy người đó quá xúc phạm, quá xúc phạm mà họ không hiểu, không biết. Đức Chúa Trời Ngài gói ghém tất cả mọi sự trong cái danh hiệu của Ngài hết rồi. Chúa Giêsu đó. Anh em chị em, cái lời cầu nguyện cuối cùng kết thúc là xin Chúa đem chúng ta trở lại gần Ngài hơn, đem chúng ta trở lại tình yêu ban đầu. Mỗi người có tình yêu ban đầu với Chúa, chúng ta kinh nghiệm như thế nào? Chúa ơi, xin cho con hành trình trong cái kinh nghiệm đó mãi mãi, không phải chỉ có ngày hôm qua, nhưng mà mãi mãi. Cho nên tôi cảm ơn Chúa là hai tuần lễ vừa rồi là có cơ hội nghỉ ngơi. Nhưng mà tôi phải nói thật với anh em chị em, đây là cái điều mà tôi tin. Tôi tin. Cảm ơn Chúa cho nghỉ ngơi, nhưng mà tôi tin nếu chúng ta hành trình với Chúa trong Thánh Linh, cái ngôn ngữ này, cái danh xưng này không được bao giờ mở miệng nói trên môi miệng của chúng ta. Tiếng Anh ấy, nó gọi là burnout. No, never. Chúng ta phải nhớ điều đó. Nếu chúng ta hành trình với Chúa và có Thánh Linh, điều đó không bao giờ xảy đến, ngoài trừ chúng ta mở cánh cửa cho ma quỷ đi vào làm việc trong đời sống của chúng ta. Chúng ta mới đi vào cái sự kiệt sức. Không bao giờ. Đó là lý do cái nguyên tắc này đã được dạy dỗ ở trong Kinh Thánh. Chúng ta nhớ khi các sứ đồ mà đi ra rồi bị bắt bớ đó, bị bắt bớ đó, bị bắt bớ, bị bỏ tù, rồi khi họ trở về thì sao? Họ bắt đầu họ cầu nguyện. Họ cầu nguyện thì Kinh Thánh nói sao? Nơi nhóm rúng động và họ đầy dẫy Đức Thánh Linh trở lại. Tại sao? Tại vì mỗi một lần chúng ta đối diện với sự chiến đấu với kẻ thù là mỗi một lần cái sự sức dầu của Chúa tiêu hao. Mỗi một lần chúng ta cầu nguyện cho người bệnh, sự sức dầu tiêu hao. Mỗi một lần chúng ta nhân danh Chúa đuổi quỷ, sự sức dầu tiêu hao. Nhưng mà nếu chúng ta trở về ngồi lại dưới chân Chúa, xin Chúa đổ nó trở lại, thì cái dầu đó không bao giờ hết. Cho nên nó không bao giờ, cái đèn đó nó không bao giờ gọi là cháy hết dầu, gọi là burnout đó, không bao giờ. Cho nên đừng bao giờ để cái điều đó trong tâm trí của chúng ta, nhất là những người đi theo Chúa. Chúng ta có thể đối diện với khó khăn, chúng ta có thể đối diện với sự bắt bớ, chúng ta có thể đối diện với tất cả những điều gì mà một người hầu việc Chúa có thể đối diện, nhưng không bao giờ đèn mà của Chúa ban cho, dầu mà Ngài ban cho nó hết, nếu chúng ta đến với Chúa trong mọi hoàn cảnh, trong sự chiến đấu, thì không bao giờ cái chữ burnout nó được có trong môi miệng của mình hết. Đó là điều mà tôi tin từ lúc Chúa kêu gọi tôi hầu việc Chúa. Không bao giờ, anh em chị em. Chỉ khi nào Chúa cho chúng ta nghỉ thôi. Còn nếu mà hội thánh thương cho đi vacation, cảm ơn Chúa. Cảm ơn anh em chị em. Tại vì không có mặt của tôi ở đây, hội thánh của Chúa vẫn tiếp tục hành trình tồn tại. Và nhiều khi
có khi còn tốt hơn nữa, ha, có khi tốt hơn nữa. Thành thử ra tôi amen chứ không phải là tôi bị burnout, không có đâu, không bao giờ. Cảm ơn Chúa. Và tôi cũng muốn tất cả anh em chị em, những người đi hành trình trong sự hầu việc Chúa, việc lớn, việc nhỏ, hãy nhớ điều đó. Đừng bao giờ để cái thống kê ở thế gian này nó lọt vào cái đầu của mình và mình phải hành xử theo như vậy. Không, chúng ta là một dân thánh, là một dân đặc biệt, là một dân được tuyển chọn của Đức Chúa Trời. Và không những vậy, ngày hôm nay Ngài ban Thánh Linh cho mình nữa, không phải như ngày xưa. Phần của chúng ta, hãy ngồi, hãy đến, hãy đợi. Cho nên chúng ta nhận dầu của Chúa, hãy dùng nó nhé. Hãy cầu nguyện để nó được, cầu nguyện cho người này, cầu nguyện cho người kia, để khi nó tiêu hao đó, về ngồi lại để Chúa ban cho. Chúa là đấng vô hạn. Hồi xưa tôi thấy trong cái giai đoạn mà Chúa thăm viếng, có một số những người hầu việc Chúa, họ, tôi không biết họ học làm sao mà họ tin một cái điều này, là họ không có dám để cho những người tín hữu, những người này được ơn đó, chứ phải không, tức là họ đi đâu cũng phải có những người co đó, canh, không cho ai đụng chạm đến. Họ nói làm sao, họ mất sự sức giàu. Anh em xem ơi, làm sao nếu mà Chúa của chúng ta dở như vậy hả, để cho một người có cái nhu cầu đụng tới mình là người được sức giàu mà mất sự sức giàu. Giàu đã được tiêu hao, nhưng mà Chúa là đấng sẽ đổ trở lại cho chúng ta. Cho nên anh em chị em, cái lời cầu nguyện này, cái phần hồi nãy là nói thêm đó, lời cầu nguyện mà chúng ta đọc trong Thi Thiên đoạn 80, hãy sử dụng nó. Khi nào chúng ta thấy có sự thúc giục của Thánh Linh đến, cầu nguyện. Và nhất là khi chúng ta kiêng ăn cầu nguyện, đây là điều mà chúng ta cần để ý. Chúa sẽ làm việc. Và sự cái lòng tôi khao khát, Chúa ít nhất trong cái hành trình đi hầu việc Chúa đã kinh nghiệm ít nhất 2 lần cái sự mà Chúa thăm viếng một cách rất là lạ lùng ở giữa vòng hội thánh của Chúa. Nhưng mà ngày hôm nay thế hệ mới, những người mới cũng cần phải có sự thăm viếng của Chúa nữa. Cho nên phần chúng ta cầu nguyện, chuẩn bị để cái điều đó được sẵn sàng, Chúa làm việc cho đời sống của dân sự của Ngài, hội thánh của Chúa. Anh em chị em đừng có nhìn vào cái gì bằng mắt của chúng ta để chúng ta bước đi. Hãy nhìn vào Chúa là đấng. Chúa mong chúng ta được phục hưng nhiều hơn mình mong mình được phục hưng. Anh em chị em có biết điều đó không? Chúng ta có biết điều đó không? Đừng có tưởng tôi cần, Chúa cần chúng ta được phục hưng. Quý vị không tin nữa, đọc hết sách lịch sử các vua trong Cựu Ước. Khi dân sự của Chúa sa sút, Chúa sai các tiên tri đến để đánh thức họ, để đem họ trở về. Chúa muốn họ phục hưng nhiều hơn họ. Chúa muốn chúng ta phục hưng nhiều hơn chúng ta muốn mình được phục hưng. Hãy nhớ điều đó. Và khi chúng ta cầu nguyện với cái ý là Chúa muốn hơn chúng ta muốn. Chứ không phải tôi ngon lành, tôi cầu nguyện cho sự phục hưng, không. Chúa muốn và Chúa đẩy chúng ta vào cái hoàn cảnh sẵn sàng để Ngài làm cái công việc đó cho chúng ta. Amen. Cái sự cầu nguyện nó giống như bom, nó có hai, có ba cái loại bom. Ngày hôm nay nó có hai cái loại bom mà tôi có thể giải thích để anh em chị em hiểu. Sự cầu nguyện nó giống như vậy nè. Atomic bomb là nó từ chất plutonium với uranium. Còn hydrogen bomb từ hydrogen, tức là bom khinh khí đó. Mà muốn cho cái bom khinh khí nó nổ ra đó, để nó phát ra cái phóng xạ với năng lượng mà nó thiêu hóa đó, thì cái bom nguyên tử phải được nổ trước. Cho nên trong cái hydrogen bomb đó, nó luôn luôn có cái atomic bomb ở trong đó. Cái kia phải nổ để nó có một cái năng lượng thật là lớn mới phá vỡ cái bond, cái nối của cái hydrogen, và nó bắt đầu nó phát ra năng lượng và phóng xạ. Sự cầu nguyện của chúng ta cũng giống như vậy, nó phải đủ
để nó bùng phát, để nổ ra cái sự thâm viếng của Chúa. Và Chúa muốn hội thánh của Chúa mỗi một giai đoạn đều có sự thâm viếng hết. Mỗi đều giai đoạn đều có sự thâm viếng. Đây là cái giai đoạn mà khi Chúa đem chúng ta đến đây, Ngài không phải vô cớ đâu anh em chị em, để cho chúng ta bắt đầu đi vào cái sự tìm kiếm đó. Thế rồi những dấu kỳ sự lạ gì mà chúng ta nghe những năm này tháng kia đã xảy đến, anh em chị em, Chúa không hết nó đâu, Ngài vẫn còn, Ngài chỉ chờ chúng ta thôi. Ngài chỉ chờ chúng ta thôi. Chúng ta cùng đứng lên, chúng ta hướng lòng với Chúa, chúng ta cầu nguyện. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa. Tình yêu của Ngài thật quá lớn lao cho chúng con. Lạy Chúa yêu dấu, chúng con khao khát Chúa, chúng con cần Ngài. Lạy Chúa, Ngài biết những điều gì ở giữa vòng chúng con, sự khô hạn nào, sự ngăn trở nào, Chúa đã biết hết. Lạy Chúa, xin Ngài hành động, đặt trong lòng mỗi chúng con, để chúng con tìm đến Ngài, khao khát. Lạy Chúa, như Ngài khao khát sự tươi mới, sự phục hồi, sự chữa lành và sự tươi mới trên mỗi đời sống chúng con, trên dân sự Ngài, trên hội thánh. Lạy Chúa yêu dấu, chúng con đây, chúng con cần Ngài. Xin hãy đến, xin hãy trở lại. Lạy Chúa, cũng như đem chúng con trở lại với Ngài, để chúng con kinh nghiệm sự hiện diện của Ngài một cách dư dật, đầy dẫy. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con dâng anh em chị em chúng con, dân sự của Ngài, hội thánh của Chúa, trong sự bao phủ, che chở của Chúa, quyền năng của Ngài, sự thương xót của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Hallelujah. 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 Amen. Con cảm ơn Chúa, lời hứa của Ngài, mọi phước lành của Abraham cũng thuộc về chúng con. Bởi đức tin chúng con nhận điều này. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúa chúc phước cho anh em chị em.